Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những phân tích về cặp tiền tệ bảng Anh, đô la Mỹ và các sự kiện nóng hổi đã khuấy động thị trường tài chính. Xin mời Tuấn Anh. Bảng Anh, đô la. Cặp bảng Anh, đô la đã tăng 0,2% trong phiên gần nhất. Scotiabank RD chuyển sang khu vực bảng quá mức. Dầu thô. Giá dầu thô đã giảm 0,6% trong phiên gần nhất. CCI rơi xuống khu vực tiêu cực. Đô Úc, đô Mỹ. Cặp đô Úc, đô Mỹ đã giảm 0,3% trong phiên gần nhất. RLC giảm vào khu vực tiêu cực. McDonald's, cổ phiếu McDonald's đã tăng 0,4% trong 3 phiên gần đây. Scotiabank hạ nhiệt và hiện đang có tín hiệu trung lập. Cảm ơn Thảo Vy, trưởng phòng phân tích của chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện kinh tế đáng quan tâm nhất trong ngày hôm nay. Đồng peso bị ảnh hưởng. Ngân hàng Trung ương Mexico đã cắt giảm 50 điểm lãi suất cơ bản để cặp đô la peso Mexico lên cao hơn sau khi peso đã tăng mạnh vào tháng trước. Bảng Anh mất cân bằng. Cặp euro bảng Anh giữ được mức 0,90 quan trọng và hành động giá không thể hiện bất kỳ xu hướng rõ ràng nào khi thị trường xem xét mức giảm GDP kỷ lục của Anh. Giá vàng tiếp tục giảm. Giá vàng có thể phải đối mặt với áp lực bảng mới sau khi tạm dừng để xem xét mức giảm lớn nhất một ngày trong vòng hơn 7 năm qua. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong hôm nay. GDP Nhật Bản sẽ được phát hành vào Chủ nhật lúc 21:50 GMT. Sản xuất công nghiệp Nhật Bản thứ hai lúc 2:30 GMT. Và giấy phép xây dựng Hoa Kỳ thứ ba lúc 10:30 GMT. CPI của Anh thứ tư lúc 4:00 GMT. CPI của Nhật Bản thứ năm 21:30 GMT. Và niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng euro thứ sáu 12:00 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay đã thật sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Hẹn gặp lại vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường.